Bắc Kinh đang can thiệp sâu vào nội tình chính trị Việt Nam. Đa số người dân Việt Nam không biết tiêu ngữ độc lập, tự do, hạnh phúc do Hồ Chí Minh đưa ra bắt nguồn từ chủ nghĩa tam dân của ông Tôn Trung Sơn, lãnh tụ Quốc dân đảng ở Trung Quốc. Với ba yếu tố cơ bản nhất đó là dân tộc độc lập, dân quyền tự do và dân sinh hạnh phúc. Nói thế để có thể thấy rằng Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như quân đội của họ chịu ảnh hưởng nặng nề từ Đảng Cộng sản cũng như nhà nước Trung Quốc là điều tất yếu. Tuy nhiên, Bắc Kinh có nhiều chỉ dấu bất thường cho thấy họ đang can thiệp sâu vào nội tình lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, và đó là điều khó có thể chấp nhận. Mới đây, Bắc Kinh đã bổ nhiệm ông Hà Vĩ làm tân đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội thay cho ông Hùng Ba để kết thúc nhiệm kỳ 6 năm. Ông Hà Vĩ là đại sứ thứ 19 của Trung Quốc tại Việt Nam kể từ khi Việt Nam và Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1950 đến nay. Đáng chú ý, ông Hà từng làm việc tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Philippines, một quốc gia đang đối đầu mạnh mẽ với Trung Quốc trên Biển Đông. Theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng vào ngày 13 tháng 9, trong một phát biểu liên quan đến Việt Nam tại sân bay Nội Bài, khi vừa đặt chân tới Hà Nội, tân đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ đã nhấn mạnh như sau. Lãnh đạo Việt Nam cần kiên trì kiểm soát những khác biệt giữa hai nước để tăng cường niềm tin về hệ thống xã hội chủ nghĩa, quyết tâm đoàn kết, làm việc và hợp tác. Đồng thời, ông Hà nói ông kỳ vọng sẽ làm việc với phía Việt Nam để tạo nên và giúp cho quan hệ song phương trở thành một mô hình về tình láng giềng tốt đẹp và hợp tác có lợi cho cả hai nước. Và tại sao ông Hà Vĩ phải lưu ý cần kiên trì kiểm soát những khác biệt khi tuyên bố với lãnh đạo của Việt Nam như vậy? Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã từng nhấn mạnh rằng về cái gọi là cộng đồng chung vận mệnh và cùng chia sẻ tương lai giữa hai nước. Tuy nhiên, các mục tiêu của hai nước vốn có hệ thống chính trị tương đồng lại không tương thích. Đó là vấn đề về chủ quyền ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh đòi hỏi chủ quyền với những toàn bộ, khiến Hà Nội rất khó chịu. Thông điệp của tân đại sứ Hà Vĩ về kiểm soát sự khác biệt giữa Hà Nội và Bắc Kinh có lẽ là muốn nhắc lại những tuyên bố của ông Tập Cận Bình. Trước đó, ông Tập đã nhiều lần nhấn mạnh đến hai việc hai nhà nước cần phải giải quyết hay quản lý hợp lý những khác biệt. Trong tuyên bố chung giữa Việt Nam và Trung Quốc, sau chuyến thăm của ông Tô Lâm đến Trung Quốc, vấn đề giải quyết bất đồng tốt hơn đã được đề cập. Theo giới quan sát, các động thái và phản ứng của tướng lĩnh quân đội Việt Nam gần đây, như vụ kênh truyền hình quốc phòng đăng tải một video chụp mũ đại học Fulbright Việt Nam âm mưu làm cách mạng màu. Sau đó ít ngày thì kênh này đã phải xóa video nói trên. Tuy nhiên, đến ngày 11 tháng 9, tài khoản Facebook có dấu xanh của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng đã đăng lại video cách mạng màu vừa kể trên. Điều này cho thấy Bắc Kinh hình như đang bày tỏ thái độ ủng hộ ban đảng và ban tuyên giáo Trung ương do phe quân đội kiểm soát. Hiện chưa rõ Tổng lãnh sự quán Trung Quốc đăng lại băng video nói trên với mục đích gì. Những hành động này được thực hiện trong thời điểm tân đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ sắp nhậm chức và đại tướng Phan Văn Giang vừa mới đi thăm Mỹ và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng sắp thăm Mỹ trong tháng 9 này. Phải chăng đây là nhắc nhở hay cảnh báo của Bắc Kinh đối với Việt Nam về lập trường ý thức hệ cũng như vấn đề cộng đồng chung vận mệnh, một chiếc vòng kim cô mà lãnh đạo Trung Quốc cố gắng chụp lên giữa lãnh đạo và nhân dân Việt Nam? Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Bắc Kinh can thiệp sâu vào nội tình Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Chính sách đối ngoại của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ ra sao? Theo một nguồn thăm dò ý kiến người dân, Hoa Kỳ đang để mất dần Đông Nam Á vào tay Trung Quốc. Theo đó, khu vực Đông Nam Á có 11 quốc gia thành viên, nhưng chỉ có 3 quốc gia ở đó đa số người dân ủng hộ và thích Hoa Kỳ, đó là Philippines, Việt Nam và Campuchia. Đa số người dân ở những nước còn lại thì thích và ủng hộ Trung Quốc. Thậm chí ở các quốc gia theo Hồi giáo, người ta còn căm ghét nước Mỹ. Truyền thông quốc tế đưa tin phát biểu tại diễn đàn Hương Sơn, Trung Quốc hôm 13 tháng 9. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang đã khẳng định chính sách đối ngoại 4-0, đồng thời kêu gọi tôn trọng chủ quyền Việt Nam. Điều này được đánh giá là không có gì mới cả, chỉ là sự nhắc lại những điều mà lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam từng tuyên bố
về chính sách quốc phòng và đối ngoại của Việt Nam. Những chính sách này nhằm cân bằng mối quan hệ với các cường quốc, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc. Trước đó ít ngày, Bộ trưởng Phan Văn Giang đã đến thăm Hoa Kỳ trong 2 ngày, từ mùng 8 đến mùng 9 tháng 9 sau chuyến thăm Philippines. Vấn đề hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Mỹ cũng như Việt Nam và Philippines đang được giới quan sát phân tích quốc tế hết sức quan tâm. Đồng thời có những câu hỏi được đặt ra rằng đâu có phải là dấu hiệu cho thấy bước chuyển động trong chính sách quốc phòng của Việt Nam hay không. Vào ngày 13 tháng 9, diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh, một hội nghị đối thoại an ninh khu vực thường niên do Trung Quốc thiết lập kể từ năm 2016 khai mạc, diễn đàn năm 2024 này có sự tham dự của các bộ trưởng quốc phòng và các quan chức từ hơn 100 quốc gia với chủ đề cùng xây dựng hòa bình, cùng chia sẻ tương lai. Phát biểu của tướng Giang về việc kêu gọi các bên tôn trọng chủ quyền Việt Nam không đề cập trực tiếp cụ thể đến quốc gia nào, nhưng có lẽ ông muốn ám chỉ nước láng giềng phương Bắc. Vì Việt Nam chỉ có tranh chấp chủ quyền nhiều nhất với Trung Quốc trên Biển Đông, cũng như đã nhiều lần cảnh báo về việc Bắc Kinh đưa tàu chiến, tàu hải cảnh, tàu nghiên cứu xâm phạm lãnh hải thuộc chủ quyền của Việt Nam. Sự ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Đông Nam Á đang cản trở vị thế của Mỹ trong khu vực. Trong bối cảnh Hoa Kỳ đang mất dần vị thế ở khu vực này, thì sự suy yếu của Mỹ luôn là cơ hội cho Trung Quốc. Theo một số ý kiến, các chuyến thăm Philippines và Mỹ gần đây của Bộ trưởng Giang cho thấy những nỗ lực trong việc hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia này có chung mục tiêu là chống lại sự lấn lướt của Trung Quốc trên Biển Đông. Điều đó bất chấp làn sóng của chủ nghĩa dân tộc cực đoan đang gia tăng do sự phát động của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Làn sóng này cho thấy cảm tính chống Mỹ của ban đảng cũng như của những tướng lĩnh quân đội đang gia tăng ở Việt Nam. Theo kết quả thăm dò ý kiến người dân mới nhất của Viện Chính trị có trụ sở tại Singapore, nước Mỹ vẫn là nhận được sự ủng hộ rất cao ở Philippines là 83% dân chúng và Việt Nam là 79% dân chúng. Trong khi sự ủng hộ đối với Trung Quốc cao hơn ở các quốc gia còn lại, kể cả Thái Lan vốn là một đồng minh của Mỹ. Tỷ lệ vừa kể trên cho thấy số đông người Việt Nam và Philippines không có cảm tình, thậm chí là lo ngại về thái độ ỷ mạnh để ăn hiếp các quốc gia yếu hơn của Bắc Kinh ngày càng gia tăng. Cũng xin nhắc lại, trước sức ép quyết liệt của các phe tướng lĩnh quân đội và bóng dáng của Bắc Kinh đứng đằng sau, việc Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn không kiểm soát và điều hành được phe quân đội là điều đáng lo ngại cho hệ thống chính trị tại Việt Nam trong thời điểm hiện nay. Quý vị và các bạn vừa xem bản tin chính sách đối ngoại của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ ra sao. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de